là phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, phòng khám quốc tế Quang Thanh ra đời với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân. Tại địa chỉ thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Từ nay, nhân dân huyện An Lão nói riêng và các huyện trên địa bàn thành phố, các tỉnh lân cận nói chung đã có thêm một phòng khám đa khoa tin cậy, mang chất lượng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Được đầu tư với tổng diện tích lên đến 1.700m², cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, không gian tiện nghi, sang trọng. Phòng khám quốc tế Quang Thanh với đầy đủ các chuyên khoa như nội trung, ngoại trung, sản phụ khoa, nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Đồng thời, quy tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, đặc biệt bao gồm các bác sĩ Hà Nội trực tiếp về khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân. Hiện nay, các bệnh lý về tiêu hóa rất phổ biến tại Việt Nam nói chung và các huyện ngoại thành Hải Phòng nói riêng. Chính vì vậy, từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019, để giúp những bệnh nhân tiêu hóa được trực tiếp khám chữa bệnh bởi các bác sĩ giỏi đến từ các bệnh viện Hà Nội, phòng khám quốc tế Quang Thanh triển khai khám bệnh và tư vấn miễn phí cho những người có bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Bệnh nhân sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội Hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam, Tổng thư ký Hội Tiêu hóa Hà Nội, người có 20 năm khám và tư vấn bệnh lý về tiêu hóa, 16 năm thực hành nội soi tiêu hóa và các thủ thuật chuyên môn sâu, trực tiếp thăm khám và tư vấn. Chào bà con, bệnh tiêu hóa là một nhóm bệnh mà phổ biến nhất trong số các bệnh nội khoa mà chúng ta hay gặp. Đặc biệt, bệnh tiêu hóa nếu chúng ta được chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị đúng cách thì chúng ta có thể khỏi hoàn toàn. Bà con, khi mà có các cái dấu hiệu về đau bụng kéo dài này, hoặc là rối loạn phân, đi ngoài phân táo, phân lỏng hoặc táo lỏng thất thường, và đặc biệt nếu bà con đi ngoài phân có nhầy máu mũi thì chúng ta cần phải đến khám bác sĩ tiêu hóa ngay để chúng ta làm các cái xét nghiệm, làm siêu âm, làm các cái xét nghiệm nội soi để chẩn đoán sớm các dấu hiệu về ung thư, các bệnh lý lý về gan mật cũng như là một số bệnh viêm loét của cái đường tiêu hóa khác mà có thể gây nguy hiểm cho bà con.